sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, những củ sâm kể cả hàng trăm tỷ đi, hoặc là chục tỷ một củ sâm bằng ngón tay này, nhưng mà phân tích cái hàm lượng saponin tổng hợp nó chỉ vài phần trăm thôi. Ngọc Linh và sâm Lai Châu của những củ sâm mà trên 5 năm tuổi, 7 năm tuổi, 9 năm tuổi nó thông thường nó rơi ở khoảng 20% ngày xưa thủ tướng vào thăm con tùm thì đến vườn sâm thì có thể nói là sâm ngọc linh là quốc bảo việt nam à, năm ngoái thì hội trợ sâm lai châu thì thủ tướng lên phát biểu là ở hội trợ hội thảo khoa học ấy, ở giữa hội trợ là sâm Lai Châu cần phải phấn đấu phát triển và xứng với lệ uh, xứng tầm là quốc bảo Việt Nam. đấy thì bây giờ mọi người gọi sâm Việt Nam là quốc bảo Việt Nam rồi. Sâm Việt Nam gồm sâm Ngọc Linh và Lai Châu là quốc bảo Việt Nam và chúng ta hay dùng từ là sâm Ngọc Linh là sâm Việt Nam, sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu là sâm quý nhất thế giới. Thì bây giờ chúng ta đánh giá quý nhất thế giới là chỗ nào? Uh, quý nhất thế giới là là vì nó đắt nhất. À, thì uh, Rõ ràng là nếu mà xét về giá chung cái giá những cái loại mức trung bình ấy, thì sâm Ngọc Linh đúng là đúng là đắt nhất thế giới thật. Sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, sâm Ngọc cùng với sâm Ngọc Linh là đắt nhất thế giới thật. Tức là cái loại sâm trồng một cách tự nhiên ấy, là đắt nhất thế giới thật. Nhưng mà sâm hoang dã thì lại không đắt nhất. Thế thì, thế thì bây giờ chúng ta đánh giá quý nhất là vì nó đắt nhất đấy không phải bởi vì nó là đấy là đánh giá nó đắt nhất thì nó lại cũng không so với lại sâm hoang dã của Triều Tiên Hàn Quốc với lại Trung Quốc được bởi vì nó hàng thậm chí nó cả trăm tỷ một cân nó đắt hơn về giá trị nhé vậy thì chúng ta so sánh về giá trị thì chúng ta nói đắt nhất là không đúng rồi nhá so sánh về chất lượng ok đúng mà bây giờ sâm Hàn Quốc sâm Trung Quốc những củ sâm kể cả hàng trăm tỷ đi hoặc là chục tỷ một củ sâm bằng ngón tay này nhưng mà phân tích cái hàm lượng saponin tổng hợp nó chỉ vài phần trăm thôi trong cái đó Ngọc Linh và sâm Lai Châu thì cái hàm lượng saponin tổng hợp nó của những củ sâm mà trên 5 năm tuổi, 7 năm tuổi, 9 năm tuổi nó thông thường nó rơi ở khoảng 20% hàm lượng saponin tổng hợp và cái đặc trưng nhất là cái MR2 là sâm Hàn Quốc sâm Trung Quốc là sâm đắt nhất thế giới không có Đấy. cái đặc trưng MR2 là nó trong sâm Việt Nam là nó có hàm lượng saponin tổng hợp nó cao nhất nên chúng ta kết luận tốt nhất nhưng mà kết luận như thế là thiền cận không đúng không nhà khoa học nào họ phát ngôn cô đấy cả chỉ có những người buôn dược liệu và uh, nói nó là tốt nhất thế giới chứ còn không một nhà khoa học nào họ phát dám phát ngôn như thế cả bởi vì là trong dược liệu có thể có những cái hoạt chất gì người ta chưa biết đến thì sao chưa nghiên cứu ra thì sao có thể phát hiện ra cái hợp chất đấy nó nó có tác dụng như thế rồi nhưng mà kết cấu của cái của cái hợp chất đấy nó như thế nào thì cũng chưa có thể nghiên cứu được mà để tìm ra được hết các cái hoạt chất ở trong cái củ sâm có thể hàng trăm hàng nghìn năm nữa hoặc phát triển đến mức nào cũng không thể tìm ra hết được cái đấy là cái kỳ diệu của thiên nhiên của tự nhiên Cái củ sâm nó sinh trưởng nó phát triển hàng hàng triệu năm trên trái đất hàng trăm triệu năm trên trái đất rồi không phải một ngày một ngày hai mà chúng ta có thể phát hiện ra tất cả những cái tác dụng những cái giá trị của nó có thể saponin của ông sâm việt nam rất là cao nhưng mà chắc gì đã có những cái loại saponin mà của sâm Hàn Quốc hay sâm Trung Quốc có thể có những loại nó chưa phát hiện ra sao mà rõ ràng là bây giờ thế giới người ta vẫn đánh giá sâm Hàn Quốc và sâm Trung Quốc là những cái sâm hàng đầu sâm có thương hiệu và cả thế giới sử dụng Đấy, doanh thu sâm Hàn Quốc khoảng bao nhiêu tỷ đô một năm chứ còn sâm Ngọc Linh thì và sâm Lai Châu thì hiện tại mới chỉ có người Việt Nam mình dùng thôi chứ còn thế giới thì họ cũng chưa có nhiều nghiên cứu họ cũng chưa có nghiên cứu gì cả thành ra là họ cũng chưa biết đến thực ra chỉ biết đến với công tác quảng bá của mình kém chứ là bây giờ để mình nói là sâm nào quý nhất thế giới thì mình nói theo cầm tính thì không được tuy nhiên về cơ bản nếu mà đánh giá trên hàm lượng saponin và những cái, những cái saponin chính có ở trong sâm hàn quốc sâm trung quốc thì đều sâm ngọc linh và sâm lai châu nó đều cao vượt trội